Huấn luyện viên Kim Sang-sik lập đội hình 3-4-3 với 11 cầu thủ Việt kiều chất lượng, sẵn sàng giúp đội tuyển Việt Nam đi World Cup 2026. Người hâm mộ bật ngửa. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, bóng đá Việt Nam đang sở hữu nguồn cầu thủ Việt kiều khá dồi dào. Không ít những cầu thủ hiện đang thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao và hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn tại đội tuyển quốc gia Việt Nam nếu được huấn luyện viên Kim Sang-sik để mắt tới. Trong tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam bắt đầu trở lại với vòng World Cup 2026 vô khu vực châu Á. Tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik và các cộng sự đang tích cực để có một bộ khung ưng ý nhất. Bên cạnh những tuyển thủ thành danh, vẫn có những tuyển thủ Việt kiều còn khá xa lạ với người hâm mộ. Có thể lập hẳn một đội hình theo sơ đồ 3-4-3 với những cầu thủ mang dòng máu Việt kiều trưởng thành ở môi trường bóng đá nước ngoài. Thủ môn Patrick Lê Giang với hơn 10 năm kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu. Patrick Lê Giang đã và đang cho thấy sự chắc chắn tuyệt đối và là một trong những thủ môn có tỷ lệ cứu thua tốt nhất tại giai đoạn thứ hai V-League 2023 ở mùa giải năm nay. Thủ thành người Slovakia vẫn đang là chốt trận đáng tin cậy trong khung gỗ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng kiến người đồng nghiệp Nguyễn Philip được khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, Patrick Lê Giang cũng khao khát được làm điều tương tự. Mới đây, cựu thủ thành Công an Hà Nội cho rằng việc xin nhập tịch quốc gia Việt Nam và được cống hiến trong màu áo của các chiến binh sao vàng là niềm mơ ước lớn nhất mà khi anh đặt chân về quê nhà. Dự kiến Lê Giang sẽ là phương án dự bị chất lượng cho Nguyễn Philip, các hậu vệ Brandon Lee, Võ Roberto Kitt, Jackson Bendan Quang Vinh, Roberto Vizdalia, hiện đang là cầu thủ của U19 Kazaji Schrader. Hậu vệ này sở hữu chiều cao đến 1m86 và có hai quốc tịch Việt Nam và Italia. Roberto từng góp mặt trong khung thành của đội tuyển U17 Việt Nam, cũng tham gia tập huấn tại Đức vào năm 2022. Nếu như Kay Tardini có chiều cao đến 1m86 thì Dani Võ có chiều cao đến 1m90. Hiện tại cầu thủ trẻ 18 tuổi này đang khoác áo của câu lạc bộ U19 và câu lạc bộ Lacoste Palota. Lợi thế của Dani Võ là gia đình đều có quốc tịch Việt Nam. Điều này đã giúp cho anh đủ điều kiện để khoác áo câu lạc bộ Việt Nam trong tương lai nếu được triệu tập và trao cơ hội ra sân. Pendan Quang Vinh và Brandon Lee có lẽ là hai cái tên không còn xa lạ đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cụ thể là Pendan Quang Vinh đã có nhiều lần được tiến cử lên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuy nhiên anh lại chưa có quốc tịch Việt Nam, trong khi Brandon Lee lại là cầu thủ gốc Việt đầu tiên được ký hợp đồng chuyên nghiệp với một đội bóng đang chơi tại Premier League. Cả hai chắc chắn sẽ là lực lượng bổ sung chất lượng cho đội tuyển Việt Nam. Bốn tiền vệ là Đỗ Nguyễn Thành Trung của Lavia, Sofia Bulgari, Julia Nguyễn U19, Jay Ovalekalo của Tây Ban Nha, Alex Bùi của U19, Praha của Cộng hòa Séc, Daniel Vũ Thành đá cho câu lạc bộ The K Olympic Gdańsk của Ba Lan, cùng với hai tiền đạo là Ibrahima ở Berlin của Đức và Kenny Nguyễn đá cho câu lạc bộ West Ham Phoenix của Australia. Việc bị Indonesia vượt mặt ở mọi cấp độ từ trẻ đến đội tuyển quốc gia đang đặt áp lực không nhỏ lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi nguy cơ bị văng khỏi top đầu của Đông Nam Á đã hiển hiện. Mới đây, đối thủ của chúng ta tại vòng loại World Cup 2026 là Philippines cũng đã nhập tịch 9 cầu thủ chuẩn bị đối đầu đội tuyển Việt Nam. Điều này lại một lần nữa làm dấy lên yêu cầu phải cải thiện tốt hơn nữa hiệu quả của chính sách nhập tịch. Trước đó, bóng đá Việt Nam đã tận dụng dòng máu Việt kiều để bổ sung như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Philip, Mạc Hồng Quân hay là Aziz Anomis của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trường đó vẫn còn quá ít với nguồn lực lượng cầu thủ Việt kiều phong phú mà đội bóng Việt Nam chưa tận dụng hết. Việt Nam có tới 6 triệu kiều bào nhưng phần đông tập trung ở Mỹ, quốc gia chưa có hào hứng với bóng đá. Điều này rất khác biệt với nguồn kiều bào của Indonesia tập trung ở Hà Lan, nơi có truyền thống bóng đá mạnh mẽ hàng đầu thế giới. Mặc dù vậy, Việt Nam cần đầu tư nghiêm túc hơn để tận dụng nguồn tài nguyên Việt kiều tại các châu Âu và châu Mỹ. Câu chuyện của Nguyễn Philip cho thấy vẫn còn rất nhiều rào cản ngăn bước chân cống hiến cho quê nhà của những vận động viên Việt kiều của chúng ta. Tất nhiên, về cơ bản thì Việt Nam phải cần chú tâm hơn về việc cải thiện chất lượng đào tạo bóng đá trẻ trong nước. Nền bóng đá trẻ trong nước vẫn thực sự là đang chưa tốt lắm. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng cho rằng các cầu thủ Việt kiều cũng không nói được tiếng Việt, dù có bố hoặc mẹ là người Việt. Họ sinh ra ở nước ngoài nên không hiểu văn hóa Việt Nam. Họ có dòng máu Việt Nam nhưng suy nghĩ và thói quen là công dân nước ngoài từ cách tư duy, suy nghĩ. Nếu như ngôn ngữ đã bất đồng, tư duy khác biệt thì hòa nhập như thế nào? Và vấn đề quan trọng ở đây là nếu như cầu thủ thực sự có tài năng vượt trội hơn hẳn các cầu thủ Việt Nam thì chúng ta cần họ. Nhưng nếu trình độ của họ chỉ ngang ngửa thôi thì chúng ta cần phải suy nghĩ thấu đáo. Những nhận xét của ông Park Hang-seo đã phản ánh đúng hiện tại. Suy cho cùng, một cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam nhưng nếu lại khác biệt về văn hóa, tư duy thì cũng chẳng khác gì những ngoại binh ở V-League. Trong khi đó, một số cầu thủ nhập tịch ở V-League sống và lập gia đình ở Việt Nam có am hiểu văn hóa bản địa hơn. Tuy nhiên, việc đưa các cầu thủ nhập tịch lên đội tuyển Việt Nam vẫn là vấn đề nhạy cảm
bóng đá Việt Nam trên đường phát triển lên chuyên nghiệp, việc đưa các cầu thủ nhập tịch Việt kiều vào đội tuyển quốc gia cũng là điều rất bình thường. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có cơ chế rõ ràng, quan trọng nhất là phải có chiến lược để phát triển cụ thể. Đó cũng là trăn trở của ngành thể thao và cũng là rào cản của không ít huấn luyện viên muốn được cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Huấn luyện viên Kim Thang Sik đã đưa ra quan điểm rằng V-League cần giảm suất ngoại binh để tạo điều kiện cho các cầu thủ nội, đặc biệt là ở những vị trí tiền đạo. Điều này nhằm tạo điều kiện tốt để đội tuyển quốc gia có thêm những tiền đạo tốt mà không cần nhờ đến ngoại binh. Tuy nhiên, vấn đề này rất khó thực hiện khi liên quan đến thành tích của những câu lạc bộ. Tại vòng loại World Cup 2026, Philippines đã triệu tập đến 9 chân sút nhập tịch. Đó là điều mà khiến ông Kim Sang Sik có quyền lo lắng cho mục tiêu giành 6 điểm của đội tuyển Việt Nam. Là đương kim á quân giải Asian Cup 2022, tiền nhân của AF Cup, song đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang Sik lại được dự báo là không dễ để hoàn thành mục tiêu lọt vào trận chung kết tại giải lần này. Kết quả bốc thăm giải Asian Cup 2024 ngày 21 tháng 5 vừa qua đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng B cùng với Indonesia, Philippines, Malaysia và Lào. Chia tay huấn luyện viên Philippe Rosser, tuyển Việt Nam đã có tân huấn luyện viên trưởng mới là ông Kim Sang Sik vào đầu tháng 5 năm 2024. Chiến thuật gia sinh năm 1976 người Hàn Quốc được Liên đoàn bóng đá Việt Nam trao nhiệm vụ đưa đội tuyển quốc gia lọt vào chung kết Asian Cup năm 2024. Trước khi nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Kim chưa từng làm huấn luyện viên trưởng ở cấp độ đội tuyển quốc gia nào. Vì vậy, để giúp đội tuyển Việt Nam đăng quang Asian Cup kỳ này, hay ít nhất là bảo vệ được vị trí á quân của giải đấu, huấn luyện viên Kim Sang Sik cần sớm nghiên cứu, dò hỏi, tiếp thu kinh nghiệm từ các đồng nghiệp để nhanh chóng làm quen với sân chơi quốc tế hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Lợi thế lớn nhất của ông Kim Sang Sik khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam là có sự tư vấn tận tình từ những đồng hương đã từng nhiều năm làm việc tại nơi đây, như là có sự tư vấn của huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Lee Jong-jin. Tham dự buổi lễ bốc thăm phân bảng, huấn luyện viên Kim Sang Sik thể hiện sự tự tin vào năng lực cạnh tranh của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường lớn nhất khu vực. Ông khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu kỳ này là lọt vào trận chung kết và hướng tới chức vô địch. Bất chấp kết quả bốc thăm được đánh giá là tương đối khó xét, trình độ, đẳng cấp và thực lực hiện tại của Thái Lan, Việt Nam và Indonesia là ba ứng cử viên sáng giá có thể đăng quang tại Asian Cup. Trong ba đối thủ cùng bảng với đội tuyển Việt Nam thì Indonesia được đánh giá là đối thủ có nhiều duyên nợ nhất với nhiều lần gặp gỡ tại các đấu trường khác nhau. Đáng chú ý là sự tăng cường nguồn nhập tịch của các cầu thủ thi đấu tại châu Âu. Đội tuyển Indonesia đã vươn lên mạnh mẽ và giành được chiến thắng trong ba lần đối đầu gần đây nhất với đội tuyển Việt Nam. Đúng là thành tích của đội tuyển Việt Nam với Indonesia ở các trận đấu gần đây không được tốt, nhưng nếu chúng ta chuẩn bị tốt ngay từ đầu, ngay từ bây giờ thì tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể được có kết quả tốt để mà bù đắp lại cho những trận đấu vừa qua. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Về đối thủ Philippines được đánh giá là thấp hơn Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng bày tỏ sự thận trọng khi đánh giá về thực lực của đội bóng này. Ông nói ngày 6 tháng 6 đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Philippines tại vòng loại World Cup. Tôi được biết họ đang chuẩn bị lực lượng với các nhân tố nhập tịch. Tôi cũng chưa biết là họ có sử dụng những cầu thủ đó không, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị để đối phó với tất cả các trường hợp và chắc chắn là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được chiến thắng trước các đối thủ này. Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm lớn để bù đắp vào sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Mặc dù khi thi đấu với các đối thủ đều không dễ dàng, nhưng không có đội nào mà chúng ta hoàn toàn không có cơ hội để chiến thắng. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt ngay từ bây giờ để cố gắng tiến sâu vào chung kết và sẽ giành được kết quả tốt nhất. Và đây cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.